Liên quan đến giao thông vào ngày 4 tháng 6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe khách chở theo hàng chục người lật nghiêng bên đường Hồ Chí Minh, xã Cư Né, huyện Rông Búc của tỉnh Đắk Lắk. Trước đó chứng kiến cảnh tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe tải và công đông này, người dân đã nhanh chóng đập kính đưa hành khách thoát ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, chiều 3 tháng 6, tài xế Mai Xuân Mỹ, 50 tuổi, điều khiển xe khách dường nằm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Cư Né, huyện Crong Bút, bất ngờ tông vào một chiếc xe tải và một chiếc công nông lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái, tông vào hộ lan bên đường rồi lật nghiêng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người đã đập kính xe khách, đưa hành khách trong xe ra ngoài. Vụ tai nạn làm ba hành khách bị xây sát nhẹ. Tại hiện trường, xe khách lật nghiêng bên đường hư hỏng. Cùng với đó, xe tải và xe công nông cũng bị hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ